đô la bà con ơi, cá đô la. Đô la chứ không phải tiền đô la nha. Cá đô la chứ không phải tiền đô la đâu nha bà con. Cá đô la thì nó tốt cho sức khỏe, mà ăn cũng được, cũng rẻ tiền, không có gì. Nhưng mà những người này ăn là bệnh càng ngày càng nặng thêm, đầy hơi à, khó tiêu à, đầy bụng à, mỡ động vật à. Đó, người có sơ vữa động mạch nè, đột quỵ nè, người có mỡ máu nè, và người có bệnh gút là không ăn được cá đô la. Cá đô la không ăn được là những người có đang đầy hơi, khó tiêu, đầy bụng. Đó, thấy không? Có ăn những người có ăn mỡ động mạch, động vật, người có sơ vữa động mạch, đột quỵ, người có mỡ máu và người có bệnh gút là không ăn được cá đô la. Nếu ăn là bệnh nặng thêm, đi bác sĩ nhiều thêm, tốn tiền nhiều thêm, mất sức khỏe nhiều thêm nha bà con. Đừng ăn. Còn người ăn được, còn lại là người ăn được hết á. Như vậy là người ăn cá đô la tốt là người ăn tốt. Tiểu đường, tim mạch, bao bầu, phụ nữ đang cho con bú, tốt cho người có bệnh về đường tiêu hóa. Ăn như các loại cá thường ngày ta hay ăn, mỗi ngày ăn sao thì ăn cá này cũng như vậy. Mà ăn, nếu ăn liền 5 ngày thì phải nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp bà con ạ. Bà con ơi, nếu ăn 5 ngày thì phải nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp. Ăn thường ngày giống như những loại cá khác. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.